Sức mạnh bát trận đồ của Gia Cát Lượng mạnh khủng khiếp như thế nào? Bát trận đồ không phải là tác phẩm sáng tạo của Gia Cát Lượng, nhưng ông đã nâng khả năng biến hóa của nó lên một tầm cao mới trong việc áp dụng và phát huy trận pháp này lên đến một tầm cao thực sự, đầy đủ tinh hoa và kỹ thuật của quân sự. Đây được coi là một trong những trận pháp kinh điển nhất của Gia Cát Lượng trong giai đoạn lịch sử Tam Quốc. Tuy nhiên, do sự thất lạc của các nguồn gốc tư liệu lịch sử, việc nghiên cứu sâu rộng về bát trận đồ hiện nay gặp nhiều hạn chế. Dẫu vậy, sự kỳ diệu và sức mạnh của bát trận đồ dưới thời Khổng Minh Gia Cát Lượng luôn được hậu thế nhắc đến với lòng đầy ngưỡng mộ. La Quán Trung, tác giả của bộ tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa, đã ngợi ca bát trận đồ với những lời lẽ hết sức sinh động. Luôn mang khí thế như thác lũ, sức mạnh ẩn chứa từ bên trong vô cùng biến ảo. Và trên bia đá tại Thành Đô, địa bàn cũ của nước Thục, cũng ghi lại lời khen có cánh. Dấu vết của trận pháp vẫn còn tồn tại trên dòng sông. Vinh quang của nước Thục sẽ sáng mãi muôn đời. Các chuyên gia về lịch sử quân sự khẳng định rằng sức mạnh của bát trận đồ nằm ở cách bố trí linh hoạt và biến hóa không ngừng giữa việc tách ra và hợp lại, cũng như dựa trên nguyên lý bát quái với 8 cửa nhập bao gồm hưu, sinh, thương, đỗ, ảnh, tử, cảnh và khai. Trong đó, sinh, cảnh, khai được xem là cửa cát, có nghĩa là lợi. Còn hưu, thương, đỗ, tư, ảnh được xem là cửa hung, có nghĩa là hại. Trong một diễn biến trận đồ tiêu biểu, tổng cộng có thể khai triển đến 14.000 kỵ sĩ, với mỗi 50 người tạo thành một đội, tổng cộng sẽ là 280 đội. Đối với lực lượng bộ binh, có tới 10.000 người được tổ chức thành 200 đội. Mỗi đội chiếm giữ một không gian rộng 10 thước trong trận đồ. Tùy thuộc vào hoàn cảnh chiến sự cụ thể, bát trận đồ có thể hiển diện sự biến hóa mênh mông khiến đối phương bị đánh lạc hướng. Hơn nữa, bên trong bát trận đồ có khả năng sắp xếp các chướng ngại vật đặc biệt như đá, xe cung cấp lương thực để cản trở kỵ binh xâm nhập. Khi địch quân xa lưới, lực lượng bên trong sẽ sử dụng cung, tên, giáo và mâu để phản công, tạo ra một cơn ác mộng cho quân kỵ binh hạng nhẹ. Bát trận đồ đã trở thành biểu tượng gắn liền với danh tiếng của Gia Cát Lượng qua nhiều thế kỷ, đại diện cho trí tuệ vĩ đại của vị quân sự mà hậu thế tôn xưng ông là vạn đại quân sư này. Câu chuyện về Lục Tốn bị mất phương hướng trong bát trận đồ là một ví dụ điển hình. Đó không chỉ là minh chứng về tài năng chỉ huy quân sự của Gia Cát Lượng, mà còn thể hiện trước trận Di Lăng. Ông đã dự đoán chính xác Lục Tốn sẽ đi qua Ngư Phúc và lạc vào thạch trận. Ông thậm chí còn khuyến cáo bố phụ mình là Hoàng Thừa Ngạn không giải cứu Lục Tốn khỏi tình huống này. Mặt khác, câu chuyện cũng phản ánh sự nhân nghĩa trong thời Tam Quốc. Hoàng Thừa Ngạn bất chấp lời khuyên của con rể mình, muốn nhốt Lục Tốn trong bát trận đồ. Ông đã một mình bước vào thạch trận để giải cứu Lục Tốn. Hoàng Thừa Ngạn có đủ lý do để không cứu Lục Tốn, nhất là sau khi Lục Tốn gây hại cho Lưu Bị ở Di Lăng. Nhưng vì giá trị của lòng trung nghĩa, họ đã tôn trọng và đối xử với nhau một cách hiệp nghĩa. Cả Lục Tốn và Hoàng Thừa Ngạn đều được công nhận về tài năng, đặc biệt khi Hoàng Thừa Ngạn có thể giải mã bát trận đồ của Gia Cát Lượng. Sự ngưỡng mộ tài năng của nhau và mong muốn học hỏi là điều mà cả Lục Tốn và Hoàng Thừa Ngạn đều chia sẻ. Mặc dù tư liệu lịch sử đã mất đi nhiều, nhưng dựa trên những bằng chứng còn lại, mọi người đều công nhận rằng bát trận đồ thực sự tồn tại và vô cùng mạnh mẽ. Bát trận đồ không phải là phát minh độc quyền của Gia Cát Lượng. Cách bày bố trận dựa trên bát quái đã được biết đến từ lâu.
Nhưng chỉ khi Gia Cát Lượng xuất hiện, trận pháp này mới thực sự được đưa lên một tầm cao mới, biến hóa khôn lường và đã trở thành huyền thoại. Nguyên tắc hoạt động của bát trận đồ. Dù các tư liệu lịch sử về bát trận đồ đã phần lớn thất lạc, các bằng chứng còn lại đã khẳng định không chỉ sự tồn tại của nó mà còn chứng minh sức mạnh đáng gờm của trận pháp này. Các chuyên gia về lịch sử quân sự đã giải mã nguyên tắc hoạt động của bát trận đồ dựa trên bát quái gồm 8 quẻ: Can, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài. Từ đó phát triển thành 8 trận chính, đó chính là Thiên Phúc, Địa Tài, Long Phi, Sa Ban, Hồ Dực, Điểu Tường, Phong Tán và Vân Thủy. Mỗi trận tương ứng với một trong 8 cửa. Ai mà vô tình đi vào cửa tử mà không am hiểu về trận pháp này thì tuyệt nhiên sẽ không thể thoát ra. Trong mỗi trận, 5 người tạo thành một nhóm ngũ hành, 55 người hợp thành một đội, ám chỉ số sinh thành của trời đất. 8 đội tạo thành một trận, mỗi trận có 440 người. 8 trận tạo nên một bộ với 3.520 người, được xem là trận tiểu thành. Tiếp tục theo cấu trúc này, 8 bộ tạo nên một số lượng tương ứng với 28.160 người là trận trung thành. Và 8 tướng tạo nên một quân với 225.280 người là trận đại thành. Dựa trên cơ sở của bát quái và sự nhân lên thành 64 quẻ, sức mạnh của trận đồ tăng lên theo số lượng người tham gia. Khi mà đối phương, đặc biệt là lực lượng kỵ binh trang bị nhẹ, rơi vào trận, bộ binh sẽ sử dụng cung tên, giáo, mác và mâu để tấn công, tận dụng nguyên tắc bát quái của trận đồ để biến hóa linh hoạt, vây khốn quân địch trong mọi tình huống. Hiện nay thì dấu vết của bát trận đồ vẫn còn tồn tại một số địa điểm như thị trấn Di Mâu, huyện Tân Đô và dưới thành Bạch Đế, huyện Phụng Tiết ở tỉnh Tứ Xuyên, Định Quân Sơn ở Miện Dương, tỉnh Thiểm Tây và Tây An, tỉnh Vân Nam. Điều này chứng tỏ sự lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng của trận pháp này trong lịch sử quân sự. Về danh tướng duy nhất có khả năng đọc vị bát trận đồ của Gia Cát Lượng, thông tin ban đầu về bát trận đồ đã mất từ lâu và vị trí của trận địa này rất có thể nằm trên bãi Nam Giang ở thành Vĩnh An, làm dấy lên sự tò mò và ngưỡng mộ về tài năng quân sự của Gia Cát Lượng cũng như vị danh tướng này. Gia Cát Lượng, vị chính khách và nhà chiến lược quân sự kiệt xuất của Trung Quốc cổ đại trong thời kỳ giữa và cuối Tam Quốc, đã nhiều lần dẫn dắt quân Thục phạt Bắc và thành công đánh bại lực lượng của quân Ngụy. Đặc biệt dưới sự chỉ huy của Tư Mã Ý, quân Ngụy không ít lần phải chịu thất bại và rút lui mà không thể phản công. Một trong những yếu tố then chốt giúp Gia Cát Lượng chiếm ưu thế trước Tư Mã Ý chính là việc sử dụng bát trận đồ một cách vô cùng hiệu quả. Trong Phong Hộ Bát trận đồ được mô tả chi tiết với 8 mặt và 8 đội hình, bao gồm Thiên Phúc trận, Địa Tái trận, Phong Dương trận, Vân Thủy trận, Long Phi trận, Hồ Dực trận, Điểu Tường trận và Sa Ban trận. Sự thần bí và phức tạp của bát trận đồ khiến nó trở thành một đề tài không dễ dàng để nắm bắt hay giải mã. Thậm chí đối với những nhân vật thông tuệ như Tư Mã Ý, người đã nỗ lực giải thích về trận pháp này cho các tướng lĩnh như Trương Hổ và Nhạc Lâm. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, có đoạn kể về việc Gia Cát Lượng với quạt tay phất phơ tiến vào trận đồ và thách thức Tư Mã Ý, cho thấy sự tự tin và khéo léo trong cách sử dụng bát trận đồ. Gia Cát Lượng đã đặt ra thách thức cho Tư Mã Ý, khẳng định nếu Tư Mã Ý biết về bát quái thì liệu ông có dám tiến vào trận đồ để chiến đấu hay không. Tư Mã Ý sau khi quay trở về đã chỉ đạo Đái Lăng, Trương Hổ và Nhạc Lâm về cách tiếp cận trận đồ
đề xuất một chiến lược tấn công qua cửa Sinh từ phía đông và sau đó rút lui qua cửa Hưu ở tây nam. Tuy nhiên, kết cục là quân Ngụy đã bị bắt gọn, minh chứng cho trí tuệ và khả năng quân sự siêu việt của Gia Cát Lượng cũng như sức mạnh không thể xem thường của Bát Trận Đồ. Không chỉ là một chiến thuật biến hóa linh hoạt, Bát Trận Đồ khi được triển khai một cách tĩnh cũng thể hiện sức mạnh đáng sợ. Lục Tốn, một trong những tướng lĩnh giỏi nhất của nhà Ngô, đã rơi vào bẫy của Bát Trận Đồ do Gia Cát Lượng dựng nên trong cuộc rượt đuổi Lưu Bị sau trận Hào Đình. Như được mô tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, may mắn thay, Hoàng Thừa Ngạn, cha vợ của Gia Cát Lượng, đã xuất hiện kịp thời và chỉ dẫn cho Lục Tốn cách thoát khỏi cạm bẫy. Một trận pháp mà Gia Cát Lượng tuyên bố có sức mạnh ngang với 10 vạn binh sĩ. Sức ảnh hưởng và vang dội của Bát Trận Đồ đã được nhiều nhân vật lịch sử sau này nhắc đến, trong đó có nhà thơ Đỗ Phủ của thời Đường. Qua bài thơ Bát Trận Đồ, ngợi ca sự kiệt xuất của Gia Cát Lượng. Quốc gia được chia thành 3 phần, danh tiếng vang dội nhờ Bát Trận Đồ, dòng sông chảy mãi đã vẫn không lay chuyển, Ngô thất bại, hận thù mãi không quên. Bối cảnh sơ khai của Bát Trận Thạch Đồ mà Gia Cát Lượng thiết kế đã mất đi theo thời gian, và trận địa được cho là nằm trên bãi Nam Giang của thành Vĩnh An. Trong thời Tam Quốc, không ai có khả năng phá vỡ Bát Trận Đồ. Tuy nhiên, vào triều đại Đông Tấn, danh tướng Hoàn Ôn đã thấu hiểu và không bị bẫy trong Bát Trận Đồ. Vậy Hoàn Ôn là ai? Ông là con trai cả của Hoàn Di, thái thú của Tuyên Thành và phò mã của Tấn Minh, đế Tư Mã Thiệu. Một chính khách, nhà chiến lược quân sự, nhà thư pháp và quyền thần hàng đầu của nhà Đông Tấn. Nghiên cứu chỉ ra rằng Hoàn Ôn có thể là hậu duệ của Hoàn Phàm, một quan chức cao cấp của nhà Tào Ngụy, được mệnh danh là Túi Khôn và phục vụ dưới trướng của Tào Sảng trước khi bị Tư Mã Ý ám sát trong giai đoạn Tam Quốc. Mặc dù được triều đình và nhà Tấn phong tướng và giữ nhiều chức vụ cao quý, Hoàn Ôn luôn được quan sát với một thái độ thận trọng bởi lý lịch và nguồn gốc của ông. Khi Hoàn Ôn đảm nhận vai trò tiết độ sứ tại Kinh Châu, kiểm soát quân sự tại 6 châu là Kinh, Tư, Ung, Ích, Lương và Ninh, ông đã lên kế hoạch tấn công vào quân thành Hán đang cố thủ tại Ba Thục nhằm xây dựng và củng cố uy danh. Tuy nhiên, triều đình nhà Tấn lo ngại về sự lớn mạnh và khả năng tiếm quyền của Hoàn Ôn nên đã không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch viễn chinh của ông. Bất chấp sự không đồng thuận của triều đình, Hoàn Ôn vẫn quyết định dẫn quân tiến vào Tứ Xuyên mà không cần sự chấp thuận, nhằm mục đích tấn công vào nước Thục. Trong hành trình, quân của Hoàn Ôn gặp phải trận đồ do Gia Cát Lượng thiết kế, tương tự như trong trường hợp của Lục Tốn. Tuy không ai trong quân đội biết cách giải trận, nhưng họ nhận thấy một không khí căng thẳng như thể đối mặt với một lực lượng đông đảo. Sau khi được báo cáo, Hoàn Ôn tự mình khảo sát tình hình và sau đó trấn an các tướng lĩnh, khẳng định rằng đây chỉ là một trận pháp thông thường mà Gia Cát Lượng, thừa tướng của Thục Hán, đã thiết kế từ hơn một năm trước. Ông giải thích rằng tấn công vào điểm bất kỳ nào của trận đồ cũng sẽ dẫn đến sự ứng cứu từ các phần khác, nhưng cũng thừa nhận rằng không thể dễ dàng phá vỡ được ngay lập tức. Thay vào đó, Hoàn Ôn chọn một lộ trình khác, không hành quân theo đội hình lớn như Lục Tốn mà đi vào một con đường vòng. Cuối cùng, Hoàn Ôn đã thành công tiến vào Thục, đánh bại thành Hán và được triều đình trao tặng danh hiệu cao quý. Ông dần dần giành được quyền lực lớn trong triều đình và thực hiện 3 cuộc bắc phạt. Sau khi trở về, Hoàn Ôn trở thành quyền thần, thậm chí còn phế bỏ Tư Mã Dịch khỏi ngai vàng, thay thế bằng Tư Mã Dục. Trong hơn 1.800 năm lịch sử, nhiều nhân vật lỗi lạc xuất hiện, nhưng chỉ có Hoàn Ôn là người có khả năng nhìn xuyên thấu Bát Trận Đồ của Gia Cát Lượng,
mặc dù biết rằng việc tiếp tục tiến vào Trần Đồ sẽ gặp nhiều khó khăn và rủi ro, Hoàn Ôn vẫn đã lựa chọn một hướng đi khác, vượt qua những thách thức và cuối cùng đánh bại được Thành Hán. Điều này dẫn đến câu hỏi về sự thực tế của Bát Trận Đồ và Thạch Trận. Mặc dù sự thật về việc Hoàn Ôn tránh Bát Trận Đồ của Gia Cát Lượng là không phải vì Trận Đồ quá mức huyền thoại, mà vì ông nhận thấy rằng địa hình có thể gây rủi ro cho quân đội của mình và quyết định chọn một lộ trình khác để đảm bảo an toàn cho quân đội và đạt được mục tiêu lớn là chiếm lấy Ba Thục. Những ghi chép lịch sử khẳng định rằng Bát Quái Trận thực sự tồn tại là kết hợp của kiến thức thiên văn và địa lý nhằm tăng cường sức mạnh và hiệu quả chiến lược. Đầu tiên, chiến lược đặt ra yêu cầu quân ta phải nắm chắc địa hình để tạo cơ hội tấn công bất ngờ. Bởi lực lượng của chúng ta đã qua huấn luyện, am hiểu rõ ràng về trận pháp và các con đường bên trong, không lạ lẫm gì. Ngược lại, đối phương khi tiến vào sẽ lạc mất phương hướng như trong mê cung. Điều này thuận lợi cho việc làm gián đoạn kế hoạch chiến đấu của họ. Thứ hai, chiến thuật này nhằm hạn chế hành động của đối phương. Trong một không gian hẹp, việc sử dụng vũ khí dài trở nên bất khả thi. Điều này đặt quân địch vào tình thế bất lợi khi họ mang theo những vũ khí lớn và không biết trước được điều này. Trong khi đó, ta có thể linh hoạt sử dụng các vũ khí nhỏ gọn để tận dụng ưu thế. Thứ ba, đối mặt với môi trường mới, đối phương không tránh khỏi cảm giác lo sợ, trong khi quân ta đã quen thuộc với địa hình. Khi tinh thần đối phương suy giảm, trong khi đó, quân ta lại tự tin cao độ, việc một người đánh bại 10 kẻ địch trở thành khả thi. Chiến thuật của Gia Cát Lượng không chỉ là sự áp dụng thông minh của binh pháp, mà còn là nghệ thuật chinh phục tâm lý kẻ thù. Lam Công trong cuốn Khổng Minh Gia Cát Lượng, phần Bát Trận Đồ mô tả bát trận của Gia Cát Lượng không chỉ dựa vào huỳnh đế, phong hậu, mà còn là kết quả của bản lĩnh và sáng tạo. Không chỉ giới hạn trong việc giải từ các tài liệu đã có, trận đồ được xây dựng với 8 hàng rào cát, mỗi hàng có 8, được đặt tên theo các khía cạnh như thiên hoành, địa trục và các biến thể khác nhau, tạo nên tổng cộng 64 trận, được sắp xếp theo một cách trật tự và chính xác. Các trận này có thể linh hoạt biến hóa, tạo nên một hệ thống phòng thủ vững chắc khi đối đầu với kẻ địch từ mọi hướng, mạnh mẽ như lửa, cũng không thể xâm phạm. Sang đến thời Võ Hầu, trận đồ vẫn còn đứng vững ở thành Bạch Đế, tỉnh Ngư Phúc. Đến thời Tấn, Mã Long đã sử dụng một lực lượng lớn nhân lực và phương tiện để khôi phục Lương Châu nhằm nghiên cứu kỹ trận pháp này. Lam Công với vai trò là thủ hiến đã dành thời gian nghiên cứu và suy luận về bát trận, cuối cùng tìm ra bản chất cốt lõi của trận pháp. Sự kết hợp và biến hóa của trận đồ được thể hiện qua việc sắp xếp các hình thức và chiến thuật, từ đó tạo ra một phương pháp huấn luyện mới, giúp tăng cường sức mạnh và khí thế của quân đội, làm chủ được binh pháp với hiệu quả cao, chống lại kẻ địch một cách dễ dàng. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện. Hãy để lại các bình luận, chia sẻ video để cùng nêu những nhận xét và cảm nghĩ của mình. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để đồng hành với chúng tôi ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!